Tiếng đánh quá hay luôn. Bát rất sầu, tem rất là sáng. Hiện tại em tem là chưa có loa sub được các bác nhé. SX725 hàng mới xịn chính hãng của JBL, một trong sản phẩm đời cao cấp nhất của tập đoàn Harman. Chưa có sub mà đã phê rồi à? Trên cả tuyệt vời các bạn ạ. Con đẩy 4 kênh, có thể còn 2 kênh đánh súp nữa, nhưng mà em chưa cần test súp các bác nhé. Test bộ này là rất là chất rồi. Ok, vâng ạ. Các bác của em thân mến, là ai thích chơi loa JBL SX725 mà có một combo giá vẫn là tốt thì các bác có thể lựa chọn combo này nhé. Em xin được trân trọng giới thiệu loa JBL mã số SX725 mới tinh full thùng xốp. Vâng ạ, mới tinh các bác nhé. Giá 69 triệu đồng. Em đảm bảo cho các bác của anh em cái giá tốt nhất thị trường, đúng không ạ? Mới tinh giá 69 triệu đồng. Ok chưa ạ? Và em đang test trong clip này, đó là một con đẩy 4 kênh Summit mã HD 4.15, con đẩy chạy mạch class TD size 2U, công suất đạt 1500W một kênh, lội trở 8 ohm, và con này chạy 32 con sò sắt các bác nhé. Mạch class TD các bác của anh em gặp rất nhiều, nhưng mạch class TD chạy sò than thì nó nhiều, chứ còn mạch class TD chạy sò sắt thì nó ít. Giá chiếc đẩy Summit này là 22 triệu, hàng mới tinh, em bảo hành 25 các bác nhé. Đẩy Summit 25 bảo hành thì các bác biết rồi, nó rất là bền rồi, chạy sò sắt đó, 25 bảo hành. Vang số chính hãng của DMX, mã số DK8000, 12 triệu 500, một chiếc quản lý nguồn của PS, một bộ micro không dây chính hãng của BBS Pro Sound mã U222 các bác nhé. Ok chưa? Và trong bộ sản phẩm này thì các bác quý thân mến, là mọi người có thể sử dụng đôi súp bãi bát Levosa nhập khẩu Italia các bác nhé. Đấy, quả súp này thì em báo giá luôn cho cả nhà, đó là 8 triệu rưỡi một quả tại cửa hàng, 9 triệu một quả em bao ship, em bao giá cũng rẻ nhất toàn quốc. Những cái gì em bao giá rẻ thì em cứ mời anh em check giá thoải mái. Vì sản phẩm này hàng của em còn rất đẹp mà giá chỉ có 8 triệu 500, 9 triệu đồng bao ship. Dòng bát nghiêng các bác nhé, bát leo, dòng bát nghiêng, bát nhập khẩu Italia. Vậy là đôi súp đấy, em bỏ qua tiền cước, em tính giá tại cửa hàng là 17 triệu các bác nhé. Đôi loa 69 triệu, tính tạm thời là 70 triệu cho dễ cộng, đúng không ạ? Vậy là mới ra có được có bao nhiêu? 87 triệu. 87 triệu ấy, cộng với con đẩy, đúng không ạ? Đấy, là khoảng 101 với con vang là 120 bên này à. Số này nó rơi vào tầm khoảng 130 triệu thôi các bạn, 130 triệu các bác sở hữu bộ này. Đấy, 130 triệu thôi các bạn. Em test bản nhạc nó quá hay mà chưa cần đến súp các bác nhá. Đẩy Summit tiếng rất là hay sạch. Còn giá của nó thì em bao tốt rồi các bác nhá. Giá bao tốt. Đó. Hàng mới thì em bảo hành cho anh em 25. Chưa có súp mà đánh đã phê rồi các bạn. Ok, các bác quý thân mến, cả nhà có nhu cầu mua sắm cả set combo, hoặc có nhu cầu mua sắm riêng đôi loa, hoặc có nhu cầu mua sắm riêng đôi súp, hoặc là chiếc đẩy Summit 4 kênh mới, hoặc là vang DMX. Đây là một chiếc vang chính hãng các bác nhé. Ok chưa? Đó, một chiếc vang chính hãng. Đấy, hoặc là một bộ mic, hoặc quản lý nguồn, nói chung là em có thể là bán buôn, bán lẻ các sản phẩm, hoặc bán combo cả bộ các bác nhé. Hai số máy để anh em điện thoại để em tư vấn cho các bác của anh em. Đó là 0365 888 988,
0368891555. Em luôn địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương, có thể giao hàng toàn quốc. Và thưa các bác của anh em thân mến là rất là vui và vinh dự được đón tiếp các bác của anh em tại cửa hàng. Em gửi lời chào thân ái tới cả nhà. Hẹn gặp lại các bác cũng như là cả nhà một clip tiếp theo ạ.